Chào mừng các bạn trở lại. Hôm nay mình sẽ học một bài nói về những cái sự lợi ích của tập thể dục. Cơ thể của bạn khi mà tập thể dục. Tất cả mọi người biết rằng tập thể dục là có lợi cho sức khỏe. Bây giờ các nhà khoa học đã bắt đầu hiểu rõ ràng tại sao. Và đây là một trong những cái điều thú vị mà xảy ra khi mà cơ thể bạn hoạt động. À, chuyện gì xảy ra? Đó, thì cơ thể bạn có khả năng tiêu mỡ để hóa thành năng lượng thay vì phải hấp thụ cái chất carb này. Và cái điều này á làm cho cái những cái tế bào chất chất mập á nó teo lại. À, rồi thứ hai là gì? À, khi mà các bạn mà di chuyển rất là nhanh á, thì cái điều này làm cho cái tim của bạn nó dồi, nó đập rất là nhanh, và khi đập nhanh á, thì máu nó truyền đi khắp những cái da thịt của cơ thể, trong đó bao gồm cả những cái cơ bắp. Và cái lượng oxy á, mà nó dư ra đó này, nó giúp cho cơ bắp nó chịu đựng được cái trọng lượng lâu hơn mà không bị mệt. Fatigue đây là mệt đó. Rồi tiếp theo đây là cơ thể nó tăng cái lượng máu lưu thông tới cái bộ não, và cái điều này làm cho cái bộ não có nhiều cái mạch máu hơn. À, khi tập thể dục cũng có thể là nó phát ra cái chất chemical này, cái chất vật lý này á, nó giúp cho làm giảm đau này, giảm đau là một, và nó làm cho cái tinh thần nó sáng lên, nó minh mẫn lên, à, nó thấy thoải mái. Rồi tiếp theo là tập thể dục có thể giúp giúp cho cái tip này này, cái đầu tip này của cái nhiễm sắc thể, thì nó làm chậm cái sự lão hóa của cái tế bào này đó. Rồi tiếp theo, bằng cái cách đó mà co giãn khi mà chịu đựng trọng lượng á, lặp đi lặp lại á, thì nó làm cho cơ bắp nó phát triển, và nó cho cái sức sức nén sức sức ép vào trong xương á, nó tăng cái độ đặc của cái xương, mình không bị loãng xương. Rồi tiếp theo là tập thể dục nó làm tăng cái lượng này này, nó rú mạnh lên, đó, tăng cái lượng máu lưu thông tới da, và nó đem cái lượng chất bổ này tới những cái biểu bì, và giúp giúp cái gì? Giúp cho cái sự lành đó, nó lành lành vết thương mau hơn. Và đó là cái 6 cái lợi ích sơ sơ mình nói ngày hôm nay. Hy vọng các bạn học được cái gì đó. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.